kiểu như là cục xì dầu ông không lắc, cục xì dầu là ông không lắc, cục xì dầu là ông không lắc. Các bạn hiểu không? Chàng trai vàng của làng trứng gà đấy. Hello, chào tất cả bà con. Hôm nay là buổi chiều mát mẻ của chiều thứ sáu. Tuyền đi về trên nhà hầm rượu của Tuyền. Hôm nay Tuyền sau rất chi nhiều ngày, Tuyền quay về nơi Tuyền ở cách đây rất chi nhiều lắm. Giới thiệu các bạn đi vào đây. Đây là căn phòng à? Đây là căn phòng ngày xưa Tuyền vợ chồng Tuyền sinh sống. Bây giờ tại là căn phòng này không còn người ở nữa. Đấy, giới thiệu các bạn đây. Đây là bức ảnh. Đây đúng là đúng nhà Tuyền chưa? Đây bức ảnh này là bức ảnh hai vợ chồng Tuyền chụp cách đây 4 năm trước. Bức ảnh này chụp cách đây 9 năm trước. Các bạn nhìn 9 năm trước và hai bức ảnh này chụp cách nhau là 5 năm. Hai bức ảnh chụp cách nhau 5 năm. 5 năm trước và 5 năm sau thì có đẹp ra. Còn đây là bức ảnh. Các bạn nhìn rõ đây là bức ảnh này. Đấy, quay đây nhìn nó đứa bị chói. Các bạn biết bức ảnh này gì không? Bức ảnh này nào, nhìn người này, nhìn con người này với con người này. Bức ảnh này chụp cách đây 14 năm trước. 14 năm trước tuyển lấy vợ. Đấy, các bạn nhìn thấy không? Hiện tại là căn phòng này không còn người ở nữa. À, bức ảnh này chụp cách đây 4 năm trước. 4 năm trước. Đấy. Đây là căn nhà của Tuyển. Bây giờ nó chỉ là để nhà kho, để đựng đồ. Tuyển bảo Tuyển mới về. Hôm nay Tuyển về hầm rượu, Tuyển lấy tầm độ 2.000 lít rượu mang về xuống cửa hàng bán. Rượu này Tuyển khẳng định là ngâm cách đây 3 năm trước. Là Tuyển sẽ giới thiệu mảnh đất 1 hectare của Tuyển. Đây chính là cây cối nhà Tuyền là cây ăn quả. Đấy. Hiện tại đây là cây bưởi này. Cây bưởi là bây giờ là nó bị cò cằn cối rồi vì không có người chăm. Cây bưởi này 15 năm trước Tuyền có yêu vợ Tuyền là cây này nó ra hàng vài trăm quả một cây. Cây bưởi là chất. Bây giờ tiếp tục là cây hai. Các bạn nhìn cây mít nhà Tuyền sao? Này. Trời ơi. Anh là thằng bán mít chuyên ngửi đít của em. Các bạn biết không? À, chàng trai vàng trong làng bán mít đấy. Tuyền là chàng trai vàng trong làng bán mít nhá. Đây, cái mít này nó có liên lại rơi vào tầm 25 tuổi. Quả rất chia nhiều sai chi chít. Mít sai chi chít. Đấy, còn đây là cây mít này mít tuyệt vời nhưng mà cây mít này ngon quá nên nó bọ sâu rồi. Ăn hết rồi. Đấy. Mít này. Ngày xưa đây có cây ổi. Đây, cây ổi bị chết rồi. À đây giới thiệu bà con, đây là em gấu nhà Tuyền. Đây là em gấu. Em gấu này là có một cái là gì nhỉ? Bị viện già về đó. Bị một thằng nó đâm cho gấy hết xương đùi, dập hết xuống ống. Thế mà em vẫn sống. Gập hết xuống ống nhưng em vẫn sống. Và tiếp tục là đến thứ hai là cái cây kia, ngoài kia cây nhót. Đây cây mít con, đây mít con. Đây giới thiệu các bạn, đây à. Hôm nay Tuyền về lạo vét. Còn đây là hồ sinh thái. Tuyền đang cho quy hoạch. Tuyền đang san lấp đất đấy để quy hoạch làm hồ sinh thái, hồ điều hòa. Đợt này Tuyền xây biệt thự các bạn. Nhưng mà Tuyền xây nhà biệt thự đợt này thì Tuyền sẽ xây phải xem chuột tính toán kỹ vì người ta bảo anh à, xây nhà là rất chi là không xem hướng không chuẩn là chết đấy. Thì hồ này theo các bạn Tuyền xây xong Tuyền thả cá sấu hay hà má hay thả voi ở đây ạ. Thôi cả cá mập nhá, hồ này Tuyền xây Tuyền sẽ thả cá mập các bạn ạ. Còn đây giới thiệu các bạn, đây là em quay vào đây à. Đây là chiến lợi phẩm của sau 3 năm trước Tuyền ngâm. Đây là chuối hột ạ. Đấy, đây là chuối hột. Đây là ổi ạ. Đấy ngâm cho nó biến cả màu luôn à. Đây là ổi ạ. Ui hết sạch, không còn mùi gì luôn. Đấy, đây là bạc kích ạ. Đây, bạc kích xịn chưa? Bạc kích xịn nha, bạc kích xịn nó mới màu đen này. Các bạn nhìn rõ, bạc kích ạ. Tuyền đổ vào gốc cây để cho cây thành chuối rượu luôn. Các bạn, còn đây là táo mèo. Đây táo mèo. Đây táo mèo đấy. Táo mèo đấy. Đấy, táo mèo đây. Có thể ăn miếng à?
Ây, đau quá. Tao say chứ mày say đâu mà mày dám đập đầu tao đau hết. Cây chuối lão đấy. À, đây là những bá rượu, hôm nay tuyển về tuyển vét rượu này, tuyển mang cửa hàng bán để ngâm một loạt rượu mới. Vì loạt rượu này có thể loạt ngâm loạt này là để gối loạt sau. Thì vì tuyển còn đang còn khoảng 4.000 lít tuyển bán rơi vào tầm khoảng 15. Thì ngâm hôm nay là ngâm loạt mới. Hôm nay tuyển ngâm dự tính là ngâm tầm 8.000 lít, ngâm có đôi luôn. Hầm của tuyển đào hầm chứa rượu luôn. Đầu tư cái hầm này hết 3 tỷ. Các bạn ạ. Đâu ạ? À, bây giờ Tuyền sẽ dẫn các bạn đi xem trang trại gà của Tuyền. Ui. Đây. Em ơi. Ui. Trang trại nhiều chừng lắm. Ui. Chờ đi vào đây. Vào trang trại nuôi gà của Tuyền. Ui, nhiều lắm. Ui. Ôi, hôm nay được mẻ thôi. Ôi. Ây ôi, ui, đâu nó cũng đẻ đây. Đây quả. Ấy, lại quả nữa này. Ôi, đây nữa này. Sao bọn này hư nhờ. Làm cho nó cái ổ này, nó không đẻ. Nó lại đẻ đầy vào đây. Hư thế, ôi, mấy can rượu này rượu thuốc gà trọi. Ôi, tí mang về để bôi gà trọi. Ui, đây này. Ôi, hôm nay được vừa bội thu. Sau một tháng mới quay lại. Ui, đây nữa. Tí nữa một chân này. Ui, ôi. 5 quả rồi, 6 quả rồi. Đây đây, cái này. Cái này Tuyền đẻ rất mất dạy, đẻ chu rúc. Đây ra, soi trong này xem có quả nào không. Đây rồi. À, nó phải con người. Thế để soi xem trong này có quả chu rúc nào không. Nó hay đẻ chu rúc mà. Ui, chết rồi. Thế là sao nhiều muối lắm. Bây giờ Tuyền tiếp tục đi nhặt trứng ra. Ui. Này, bọn mày, sao chúng mày lại đẻ dữ đường này? Hả? Gà này nó hư thật đấy. Bọn nó chỉ muốn lên lồi hay sao? Đẻ linh tinh này. Đây một quả là bà con nhìn này. Quả trứng này to thế, quả trứng này to như trứng nóng. Nó gò rung luôn. Ôi, quả lứa lại bà con này. Ôi, kiểu này. Ôi, tí giấm vào quả lứa. Ôi, mắt mù, mắt trợn. Đây, chết. Xem nó có đẻ đâu mày không? À chắc là không có. Hết rồi, hết trứng rồi. À đây rồi. Ôi. Đây. Một quả này. Ui quả này to luôn. Quả này quả trứng voi bà con ạ. Quả trứng voi nhá. Đây đây này. Ôi. Nhặt cái quả trong này đi. Đây à. Một quả nữa này. Ôi giời. Quả này hư thật. Nó đẻ bao quả rồi. Đây nữa. 2, 4, 6, 8, 10, 11. 12 quả trứng rồi bà con. 12 quả trứng rồi. Gà nhà Tuyền nó hư lắm. Chăm cho nó đủ ăn, đủ lo, đủ ấm. Mỗi rồi hơi nhiều muối. Thế mà nó đẻ cái gì? Có khi nó đẻ đầy chân mái ấy. Anh em mình trèo lên mái đi. Ôi đấy. Đẻ cái gì đây? What? What the fuck? Con đố các bạn con nào đẻ được cái đấy? Đây là chắc con gà ấy rồi. Gà tre rồi. Gà tre đẻ rồi. Nhiều lắm. Ôi, đây rồi. Ôi trời ơi, một mùa bội thu. Ôi, nhiều đây. Đây rồi. Này. Các bạn ơi, các bạn đi nhặt 1.000 quả trứng với Tuyền nhá. 1.000 quả trứng này nhá. Tí nữa Tuyền về Tuyền hấp, Tuyền luộc, Tuyền rán, Tuyền nướng nhá. Các bạn ăn trứng nướng nhá, trứng gà nướng nhá. Ui. Nhiều thế. Đây nè. Ô, có quả xoài kìa. Quả này. 2 quả này. 3 quả này. Ô, có quả xoài kìa. Đấy, cứ que quả xoài ra. Đấy, xoài ra. Úi dồi ôi. Ui, mà bụng à. Úi dồi. Ui, xoài ngon lắm. Xoài chín cây rụng đấy mọi người ạ. Ui. Ăn luôn. Chua vai lại. Xem nó có đẻ nó quả trứng nào trên này không. Để con xóa đây. Ôi nhiều trứng lắm thế à. Ôi kìa, vơi quả trứng. Ây.
quả nó ra. Ui, ối rồi. Ui. Ui nó đẻ đấy nhiều lắm. Anh theo sầm vỡ đây ạ. À. Đi nhỡ mà trứng. Ui ui. Ui ui. Đây quả lứa nào các con này. Đã tiếp tục quả lứa này. Không nhiều đấy. Ui đây quả lứa này. Tiếp bọn nó đẻ sàn sòn, nó sàn sòn nhiều nhờ. Ôi ôi, quả lứa này. Tiếp tục quả lứa này. Nhiều hết. Quả này em được mùa bội thôi trứng rồi đấy. Đây bà con nữa này. Hai quả lứa này. Đấy. Anh em thấy chưa? Gà nhà Tuyền đẻ sai không? Chỉ có gà của Tuyền thôi. Đây đây này. Đấy nhá. Đây này. Này. Đấy rồi. Mày chạy đi đâu? Ông mất mày rồi. Mày chết với ông rồi. Đấy quả nữa. Hết rồi, chắc hết rồi nhỉ. Kia anh. Ôi giời. Đâu đâu? Đâu? Kia. À đây đây, đây còn quả nữa. Quả này nó đẻ rất oéo không? Ờ. Đấy. Ui, quả này vừa đẻ. Quả này vừa đẻ, vẫn là nóng bỏng này. Nó còn nóng bỏng luôn nhá. Bây trèo lên mái xem. Nó có đẻ. Ui nhiều lắm. Tôi lên lại đã, xem sắp trèo lên mái không. Để cái rổ trứng đây này. Để trèo lên mài đó. Không có đâu, tàn thức. Tàn thức gà không? Hôm hết nó tàn đẻ dưới, nó không đẻ trên. Đẻ trên nó sợ rơi vừa trứng. Một gà gặp tuyệt khô thật. Thì nhà được mẻ. Nhiều dã man luôn. Thôi. Quý vị các bạn, Tuyền vừa đi một vòng xung quanh khu biệt thự Tuyền chuẩn bị xây. Hiện tại Tuyền đang cho sàn lấp ngoài ao rồi. Bây giờ là Tuyền vừa tình cờ lượm được một rổ trứng này. Quả này vừa đẻ. Hai quả này, ba quả này vừa đẻ. Hai ba quả này vừa đẻ. Vẫn còn nóng nguyên nhá. Đấy, vừa đẻ. Đấy, ba quả vừa đẻ vẫn nóng nguyên đấy. Thế là hôm nay Tuyền lại có một bữa trứng luộc, trứng nướng và trứng xào kiêm trứng rán. Với tất cả đây là có rơi vào tầm khoảng mấy trăm lít rượu của Tuyền. Thì Tuyền hôm nay Tuyền mà mang can nhựa Tuyền lên đựng thôi. Tí Tuyền lại về đựng vào hang ở dưới cửa hàng. Hiện nay là những cái bình này bình nước khoáng của quán. Thì Tuyền bê hang đi nó sẽ vỡ. Thì cho tạm bình nước khoáng này sách nó rất là dễ. Hôm nay là Tuyền mới gọi đánh tạm được khoảng đôi 300 lít rượu táo mèo này, chuối hột này, ba kích này, nếp cái hoa vàng này. Không có nếp cái hoa vàng là rượu ổi này. Thì những cái rượu Tuyền đang bán chạy ở cửa hàng bây giờ Tuyền mang về để bán cho khách. Tuyền khẳng định với các bạn ở nhà cái rượu này nhá là ngâm 3 năm rồi đấy. Rượu này là ông uống bà khen này mà ông lên quay ra giường là bà ối ôi đấy. Các bạn có biết rượu ối ôi không? Kiểu như là cục xì dầu ông không lắc, cục xì dầu ông không lắc, cục xì dầu ông không lắc. Các bạn hiểu không? Chàng trai vàng của làng trứng gà đấy. Đúng không? Thì thôi, tất cả mong tất cả các quý vị các bạn hãy theo dõi kênh YouTube của Tuyền Mốc nhá. Tuyền sẽ cố gắng phát triển kênh này với nội dung sạch và tốt. Cái quan trọng là trên đời thì rất chi nhiều bạn ghen ăn tự ở. Thôi thì lần này mong các bạn ghen ăn tự ở nhỉ. Khi các bạn giơ tay đánh ai, các bạn hãy lên suy nghĩ là những người đó có người ta có sai nhưng mà có sai với bạn không đã. Và cái quan trọng là người ta nhìn phải, các bạn phải nhìn vào mặt tích cực và mặt tốt của người ta là như thế nào. Thì khẳng định là Tuyền mặt xấu cũng có, Tuyền mặt tốt cũng có. Nhưng tất cả những cái thời gian vàng bạc quý giá của các bạn bỏ ra xem những cái video này, xem những clip của Tuyền làm sắp sau này, thì Tuyền khẳng định là Tuyền sẽ kiếm được tiền của YouTube, của Google đấy. Thì tất cả những đồng tiền đó Tuyền khẳng định với các bạn một câu nữa nhỉ. Tuyền sẽ đi làm những việc từ thiện. Và ngày 15 tháng 5 là Tuyền sẽ lên Tiên Do, Lục Lam, Bắc Giang. Tuyền sẽ giúp đỡ gia đình chị Hương, gia đình anh Trương và chị Hương là nạn nhân xấu số bị chết đuối nước hôm 30 tháng 4 với số tiền của mọi người cộng đồng mạng đang nhắn tin vào tài khoản Tuyền. Tất cả những người mà ủng hộ vào tài khoản của Tuyền thì Tuyền sẽ công khai một dù 1.000, Tuyền không bao giờ dám dòm ngó. Nếu Tuyền dòm ngó thì vợ nói vậy thôi. Từ trước nay Tuyền không bao giờ đang công khai tài khoản của Tuyền, nhưng mà lần này là Tuyền đang công khai là vì gia đình chị không ai có tài khoản và gia đình chị rất chi nghèo, đang cần sự trợ giúp của bà con. Thì mong kính mong bà con là hãy giúp đỡ gia đình chị Hương nhá. Tuyền đọc lại số tài khoản của Tuyền này. 26 00 20 54 19 00 1. Tài khoản Dương Minh Tuyền, ngân hàng Agribank. Tuyền đọc lại mã số tài khoản này, mọi người ủng hộ nhá.
Nhưng mà chốt đến ngày 14 nhá, chốt đến ngày 14 tháng 5 thôi, không nhận đến ngày quá ngày 14 tháng 5 nhá. Sau ngày 14 tháng 5 tiền sẽ khóa tài khoản, không cho ai gửi tài khoản nữa. 26002054190001 tài khoản Agribank. Tên chính chủ Dương Minh Tuyền nhá, bà con nhá. Đấy, có bây giờ Tuyền bắt đầu thì mang rượu và mang trứng về để chén đến chén đây. Hello, bye bye cho các bà con.